Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sư Thái Kỳ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá trong thời đại siêu anh hùng ha. Hiện tại thì mình dừng ở đây tại vì mình vừa gặp thêm một cái đàn nhện nhiễm phóng xạ nữa. Nãy giờ thì mình cũng có farm được một ít cái con nhện nhiễm phóng xạ rồi và có được 4 cộng chỉ của nó rồi ha. Giờ thì có 3 con, hy vọng có thêm một cộng nữa. Yes, có luôn. quá hên. Rồi, kết thúc mấy con này thôi. Giờ thì không có cũng không sao đâu, mình đã có đủ số chỉ mà mình cần farm rồi. May quá. Con này lao nháo hả, đấm cho dân dính dách. Rồi, okay, có 5 cái là quá là tuyệt vời rồi. Và sẵn tiện bên đây nó còn một cái... cái này cái lồng spawn mấy cái con ma. Ma cỏ gì tầm này, đi hù ai? Hù ma hả? Cho tan xác hết. Hù ma, hù quỷ. Mình sẽ đột nhập vô đây coi coi nó có đồ gì giá trị không. Cái này rất là quen luôn, tại vì cái nhà của mình hiện tại thì nó cũng có thiết kế bắt nguồn từ cái chỗ này ha. Rồi. Sao đây nhiều chuột quá, không có đi vô được luôn á. Mà mình nhảy lên thì nó lại bay tít lên trời. Bực cái nhờ. Khổ ghê á, muốn vô trong cũng không được nữa. Thôi kệ, tha cho mấy con này đi, không vô nữa, giận rồi. Và mình cũng đang đi tìm những cái đàn bò mà cường hóa ấy, bò táo vàng enchant ấy, để mình mang về nhà nuôi rồi ha, gây dựng lên một cái đàn bò siêu to khổng lồ, lúc đó thì mình sẽ ăn táo vàng trừ cơm luôn. Nhưng mà mình tìm hổm rài thì không có thấy nè, nên giờ không biết nuôi kiểu gì á. Rồi dưới đây nó có kim tự tháp luôn nè, mình cùng nhau khám phá thử kim tự tháp này coi có gì ha. Rồi đạp hết. Trời đất ơi, cái kim tự tháp nó có đúng một cái túi giỏm luôn. Ui, kim tự tháp gì mà... Ui, ế, được, kim tự tháp gì thì được. Ít ra thì cũng có cho người ta chút kim cương làm vốn chứ. Đấy, được ấy, mình thấy kim tự tháp này được ấy. Đánh lừa mình bằng cái túi đầu tiên thôi. Ồ, ở đây còn có con bọ kẹp nữa. Từ đầu tới giờ mình chưa giết được một con bọ kẹp nào luôn á, thiệt sự. Hay là hôm nay mình sẽ thử thách sức mạnh của mình bằng cách đánh nhau với con bò kẹp này coi coi có được hay không nha. Con này 300 mấy máu lận, mình nghĩ nó rất là trâu ấy. Ui da. Trời đất ơi, mình đấm nó một phát một mất có 4 máu à. Nó trâu quá. Dùng cúp đánh thì nó cũng như vậy à. Nó không khá hơn là bao nhiêu. Rồi sao không biết khi nào mới giết được nó đây. Thử kỹ năng mạnh nhất của mình coi. Bùm. Mất được 19 máu của nó. Trời ơi. No. Cái này mình dùng thì chưa cuối chắc mười mấy hai chục lần mới chết được con này á. Mà giáp mình cũng gần hư nữa rồi. Hơi khó nha. Nó rất là trâu luôn ấy. Không xi nhê, không ăn thua rồi. Mình... Trời. Tới bờ tới bến luôn. Không giết được nó. Thì mang tiếng quá. Dùng một cách để tiêu diệt á. Rồi, làm chậm thời gian. Đấy. Slow motion, quýnh trong chế độ slow motion. Đấy, mình đánh nó không đánh được mình luôn nè. Ngon, ngon. Ủa sao mình đánh chậm vậy? Ui, cái đuôi nó kìa. Này thì ha, đó, đánh một lần có 4 máu thôi, lấy cúp đánh thử coi. Lấy cúp đánh đó. Cúp đánh. Ui, sao nó chậm vậy? Lấy cúp cũng 4 máu thôi à. Như nhau ấy. Dùng tuyệt chiêu đi. Hình như ở chế độ slow motion mình không dùng tuyệt chiêu được. Thôi, tắt chế độ slow motion đi. Không đánh nữa, mệt rồi. Vậy ngủ nghỉ thôi. Mất mệt luôn á. Ủa chết hả? Ở đây, bình thường là. Ui dồi. Mình tưởng mình bị vướng rồi. Ở chế độ slow motion nó luôn thì toan á. Ở dưới đang có cái con gì hả? Ủa cái này là khủng long đúng không? Ê? Đúng rồi, đây là khủng long nè, khủng long ba sừng. Khủng long mẹ cái này, khủng long con nè. Ủa, nhắc được khủng long mới nhớ. Hay là hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá về thế giới khủng long đi ha. Một thế giới toàn là khủng long thôi. Được á, nè. Ở đây còn một em khủng long nữa nè. Stegosaurus nè. Ồ, đây một em khủng long Demetrodon. Ui, khủng long này cắn mình hả?
Nhỏ mà hung vậy? Hung á. Hung dữ, mình quýnh cho chết luôn. Hung dữ. Cái gì? Khủng long mà gớt ra thịt bò. What the hell? Khủng long mà gớt ra thịt bò, chẳng lẽ con bò là tiến hóa từ từ con khủng long ra ta? Có gì đó sai sai ở đây. Nè, có khủng long bay nữa nè. Ê, được nha, hợp lý đó. Một xíu rảnh thì mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá bên thế giới toàn là khủng long ha. Còn giờ chắc mình sẽ đi vòng vòng coi coi có cái đàn bò cường hóa nào không. Mình đang tìm một cái đàn bò cường hóa để mình mang về nuôi ấy chứ. Không có thì đi về thiệt luôn á. À, mình cũng đi vài vòng mà có vẻ không có gặp cái đàn bò cường hóa nó rồi. Nên chắc mình sẽ về nhà để tiến hành cái công việc chế tạo trong ngày hôm nay luôn thôi ha. Hôm qua thì mình đã chế tạo xong một bộ giáp của một siêu anh hùng, có thể nói là khá là tiện lợi trong việc khám phá. Nhưng mà sau khi sử dụng một thời gian thì nó hư khá là nhiều nè. Để mình sẽ sửa lại đi ha. Cho full đồ bền các thứ, nhìn cho nó ok một tí. Rồi, ui, what the? Ui, hết hồn hết vía, nó bị tàn hình thôi. Tưởng đâu mất hết rồi chứ. Ui, hú hồn. Tưởng đâu trộm vô lượm hết giáp của mình rồi. Rồi, và trong ngày hôm nay, sau khi mình có được những cái cộng chỉ của những con nhện đột biến thì có vẻ nhiều bạn sẽ liên tưởng đến một siêu anh hùng luôn đúng không? Đó chính là siêu anh hùng người nhện. Nhưng mà người nhện này thì khá là đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào thì một xíu mình sẽ tiết lộ ha. Còn giờ thì mình sẽ chế tạo trước đây. Mình sẽ kết hợp chỉ với cái fabric màu trắng để tạo thành cái fabric nhiễm phóng xạ nè. Sau đó mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy để tạo thành logo của người nhện nha. Có được logo thì mình sẽ kết hợp thêm với không, hình như đủ đây, logo thôi. Rồi mình sẽ cần thêm một cái orange gem nè. Rồi mình cần phải có thêm thôi hết nhớ. Phải coi công thức thôi. Và người nhện hôm nay không phải là người nhện thường á, mà là người nhện sắt luôn, Iron Spider. Đấy, công thức thì sẽ cần tới 19 cái red alloy lận và 13 cái gold alloy hả ta. Alloy để mình coi coi. Ui, từ. Alloy tốn khá là nhiều á nha. Đây alloy nè. Công thức là cần titanium với vàng thôi. Nhưng mà quan trọng hơn là mình cần phải có cái bông hoa kìa, mình hết bông hoa mất tiêu rồi. Để mình làm trước mấy cái này đi ha. 19 cái màu đỏ. Rồi thêm 13 cái màu vàng nữa. Mình còn titan à, đây, còn titanium nè. 13 cái màu vàng đúng không? 12 13. Xong, đủ rồi. Giờ thì mình sẽ đi hái bông một cái đã. Đi ra ngoài đi hái bông, bông đỏ với bông vàng nha. Nói mình làm cái chỗ trồng bông mà mình quên hoài không có chịu làm. Đây mình sẽ tranh thủ mình làm luôn đi. Vàng nè. Rồi tới đỏ. Đúng chưa? Rồi, đủ rồi. Giờ thì cần thêm 30 cái stack tech nữa. 30 cái stack tech. Đây, 30 cái này. Rồi tiếp theo thì mình cần phải có một cái, hai cái chứ, hai cái web shooter là cái đồ bắn nhện á, bắn tơ nhện. Nó cần phải có bít tông dính nè. Bít tông thì mình cần phải có hình như là đá, đúng rồi. Đá. Rồi gỗ nữa. Rồi xong mình sẽ cần sắt và redstone. Đấy. Cơ bản là vậy ha. Giờ thì làm ra bít tông trước đi. Hai cái. Xong, tạo thành cái bít tông dính. Rồi. Nó cần phải có thêm cái web cartridge. Cái này thì cần slam với chỉ. Slam. Rồi chỉ. Rồi nó cần thêm quặng vàng đó, hình như là brass đúng rồi. Quặng tên là brass ha. Đó. Mình sẽ làm cỡ 6 cái. 6 cái là đủ rồi. Xong, giờ thì còn thiếu cái gì nè? Titanium. Xong, giờ thì làm thôi. Có sắt chưa? Ừ, chưa có sắt nữa nè. Hơi rối xí á, nhưng mà chế tạo xong cái này là đỡ rối rồi. 1, 2. Rồi, mình đã có được 2 cái này rồi. Và cuối cùng là nó cần tới hình như là 30. 30 hay là bao nhiêu ta? À không, 10 thôi. 10 cái nanopod á.
Cái nanobot này thì được làm từ high-tech electronic cũng như là titanium blade. High-tech electronic cũng như là titanium blade. Đủ không? Như đây làm đủ không? Ồ, vừa đủ 10 cái luôn nè. Ngon lành. Mình sẽ cất những thứ lặt vặt đi ha. Những cái mà không cần thiết nữa. Cho nó gọn gọn lại coi, chứ bây giờ mình nhìn đâu mình cũng muốn chóng mặt rồi đó. Mỗi lần chế tạo giáp siêu hồn á là phải chuẩn bị rất là nhiều thứ thì mới làm ra được một bộ giáp ha. Nên hy vọng rằng nó sẽ mang lại sức mạnh tốt cho mình để mình có thể dễ dàng khám phá hơn. Rồi xong phim. Giờ thì chỉ cần đi lại đây và chúng ta sẽ sở hữu liền một bộ giáp Iron Spider cực kỳ VIP luôn. Bum. Trời đất ơi, chế tạo xong là thấy khác biệt liền. Uầy, đã thiệt sự. Cái kiểu vừa kết hợp giữa người nhện và vừa kết hợp với người sắt á. Đã ghê luôn, mình có thể mở mặt nạ được không? Úi, cái này là tắt nguyên bộ giáp luôn chứ không phải là... Wow, căng đét luôn. Ghê thiệt. Mặc bộ giáp lại coi. Úi, có lên nè. Đã nha. Hoài, ngon luôn. Và cái này có khá là nhiều skill đây. Đầu tiên là như là bắn tơ nhện nè. Ê, sao lại kéo nó về? Trời. Mình đánh thường được 6-7 máu con anh tích này thôi. Căng quá. Mình sẽ thử tập luyện bắn tơ nhện, đu tơ nhện giống như người nhện coi. Ui, đu tơ nhện được nè. Đấy. Nắm lại rồi đánh á. Liên tục combo. Mình sẽ combo vừa đánh thường với bắn tơ nhện á. Đấy. Cái rỉa máu khá là tốt đấy chứ. Cho người nếm mùi của người nhện sắt nè. Người biết bài thì ta sẽ đu vô người để ta bay lên. Bắn tơ nhện nó vẫn gây được sát thương nha. Đấy. Rất là tốt luôn. Trời ơi, cái con Mantis này nó cho mình cả đống viên kim cương luôn nè. Đã ghê luôn á. Trận chiến đầu tiên mình đã chiến thắng rồi. Chứ con Mantis á, nó hơi khó khăn một xíu đối với mình thôi. Trời, hư gần nửa bộ giáp luôn nè. Ghê thiệt. Mình sẽ tập đu tơ nhện coi. À, bắn tới đòn đằng kia được không? Thử. Ê, được luôn nè, dính luôn nè. Chuẩn bị bay nha. Mình chưa có làm quen với cái việc đu tơ nhện này cho lắm. Khá là khó đối với mình á. Mình sẽ sửa lên đi. Xài hư nhanh quá. Đó là kỹ năng đầu tiên, đu tơ nhện. Rồi kỹ năng thứ hai coi, hình như là bắn qua ra cái mạng nhện hay sao á. Đúng không? Kỹ năng thứ hai. Ờ, chuẩn luôn, bắn ra nguyên một chùm mạng nhện luôn nha, chứ không phải một cái mạng nhện đâu. Nguyên một chùm mạng nhện luôn. Lại nè. Chưa nó đang ngồi hay sao á. Đấy. Được á, mình nghĩ cái kỹ năng này để khống chế cây địch. Ví dụ mà nó định áp sát mình đúng không? Phóng nguyên một chùm mạng nhện là thế nào nó cũng bị khóa tốc độ di chuyển cho xem. Tại vì mạng nhện sẽ làm chậm cái địch đi rất là nhiều luôn. Được đó. Và mình thấy ở đây nó có kỹ năng tên là Kick Black Flip. Hình như là mình sẽ đá hay sao á. Đá hay đấm gì đó. Mình phải tìm một đối tượng nào đó để mình đá đấm coi. Ê. Và nhờ bộ giáp này thì mình phát hiện ở dưới lòng đất có cái con gì kìa. Con dung chúa. Medium Worm. À, con này nó tiết dưới lòng đất lận. Mình sẽ đập ra, mình sẽ lau cái đầu nó lên. Medium Worm với chúng tôi nè. À, thấy nó chưa ta? Ôi da, coi cẩn thận nha, con đó nó biết ăn trộm đồ của mình á. Ui, bắn không tới. Chưa thấy nó. Nè, kìa, nó gần. Mê đậm quơ mà mình lôi nó lên. Ủa? Lôi đúng con không vậy? Ủa chết rồi, mình lôi nhầm con rồi. Nắm đầu nó lên. Nữa mình, sao mình lôi chúng con nhỏ mà. Rất là khó đi. Nè. Đó. Chúng chưa ta? Sao mình gấp toàn chúng mấy con dung nhỏ không à? Dung bự. Yes. Còn chúng dung nhỏ không à, cay thế. Lấy cái cúp đập luôn đi, mệt quá. Phải nói chưa?
Ui dù, ui dù. Con dung, con dung nè, con dung nè, chết chưa? Chết mi chưa? Ơi chưa chết nữa. Dung nè, dung, dung bự hả, dung bự. Chết chưa cưng. Để mình kiểm tra lại. Ui vẫn còn kìa. Cậy tí nha. Mình sẽ dùng lightning step mình cho nó chết. Mình cho nó chết. Dung nè, chết chưa cưng. Ủa vẫn chưa chết nữa. Trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Sức sống của nó mãnh liệt thiệt. Trời đất ơi. Mình tấn công miệt mại luôn mấy chiếc được nữa. Quá là nhiều mấy con dung xung quanh nhà mình luôn. Cây thế không biết. Rồi qua đây sẵn tiện có mấy cái con ma cây còn không ta? À quên, hôm trước mình đập hết mấy cái lồng mà lấy gì đâu ra nữa. Rồi mình tập mình đu tơ nhện coi. Đó mình canh cho cái cọng dây tơ nhện nó gớt xuống là vừa ha. Đấy, đu quá dữ luôn. Cái này đi khám phá hơi bị đã nha. Lại nè. Hi. Đu qua đây. Đấy. Đu lên kia. Ơi bà kia gớt xuống á. Các bạn để ý nha. Cái phần cánh của mình á, nó giống như cái, có cái cánh cứng gì đó. Mình có thể bay đó. Đó đó đó. Nè nè nè. Mình lượn được nè. Ghê chưa. Quá đã luôn. Rồi mình sẽ test kỹ năng tên là kick backflip ha. Test thử. Ôi, mình xong không tấn công được ta. Hình như mình dùng hộp rồi. Đến một xíu nó hồi là mình sẽ test lại kỹ năng kick flat flip sao á. Giờ thì test kỹ năng. Ồ, mình có thể chọn được loại mạng nhện luôn nè. Ồ, ngon ta. Thử coi, thử cái này coi. À cái này là bắn ra cục nhỏ nè. Rồi thử cái này, nó có điện hay sao á. Lại. Ủa nó cũng thế. Ừ đúng rồi, nó có tiếng điện. Hợp lý ta, có cái nào phát nổ không? Để cho nó kiếm con, quấn con Enderman khó chịu quá. Mình test trên con khác đi. Đó đó đó. Cái này tấn công chúng xong một hồi nó sẽ tạo ra cái đống mạng nhện luôn. Rất là hay ha. Rồi thử tới cái này. Có rất là nhiều loại để mình có thể test luôn. Cái này là kiểu như nó dùng sức mạnh âm thanh hay sao á. Nó đẩy lùi được cái địch nè. Ghê 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 á. Lại. Hồi khá là lâu luôn. Đó, đẩy lùi được tương đối xa ha. Rồi tiếp tục. Còn cái này là cái gì? Quá là nhiều loại mạng nhện cho mình. Ta hồ lựa chọn. Đây. Tới lại. Ồ cái này là mạng nhện chứa lửa ha. Tốt đó. Hình như cái này là mạng nhện chứa độc hay sao nè. Thở lại. Đúng rồi kìa. Đó. Con bồ kẹp bị trúng độc kìa. Rất là đa dạng về cách chiến đấu luôn á. Rồi cái này là gì? Đóng băng hả? Test thử coi. Lên đây cứng. Đúng luôn, đóng băng luôn nè. Đã thiệt. Giống như bộ giáp người sát vậy đó. Bộ giáp người sát thì mình có thể lựa chọn vũ khí đúng không? Còn bộ giáp người nhện sát thì mình có thể lựa chọn được loại tơ nhện. Đấy, hay vậy, chỗ đó đi. Quá tuyệt vời. Rồi, giờ thì tới kỹ năng hack coi. Ui, tàng hình được luôn. Mình đứng yên là mình vô hình luôn nè. Ê, cái này hơi bị hữu dụng á nha. Nếu mà có bạn bè trong thế giới, mình có thể troll bạn bè bằng kỹ năng tàng hình này được á. Rồi, và chết kỹ năng Z là Kill Mode. Wow. Có nè. Sau lưng mình có những cái xúc tua nè. Xúc tua sắt á. Ghê. Trời đất ơi, quá xịn luôn. Dữ thiệt. Mình không nghĩ là cái bộ giáp này là mạnh, có kỹ năng mạnh như vậy. Mình phải kiếm một cái công trình mình khám phá mới được. Không thể lãng phí sức mạnh như vậy được. Bay lên công trình này luôn. Bay lên nóc đi. Người nhện, bay lên. Xong, bật chế độ kill mode coi. Càng quét kẻ địch mới được. Ê, hồi chưa vậy? Ôi chết, kill mode chưa hồi. Kill mode hồi lâu quá. Ui da. Ê, người nhện mình có được trèo tường không? À, trèo tường được, đúng rồi. Người nhện phải trèo tường được nha. Người nhện mà không trèo tường được là hơi mệt á. Rồi, kill mode xuất hiện nè. Đấy, mình không cần đánh đâu. Xúc tua mình đánh thôi là đủ rồi. Ghê chưa? Quá là mạnh luôn á. Xúc tua mình làm việc hơi bị hiệu quả luôn. Nhưng mà cái thời gian hồi thì nó khá là lâu ha. Lại. Hey, trèo lên.
Mình coi coi trên đây có boss không nha. Nếu mà có boss thì nó sẽ hiện lên chứ đúng không? Bộ giáp mình nhìn xuyên tường được mà. Xin nhìn coi con nào là con boss mới được. Tìm đúng con boss mình quýnh thôi. Này là mấy tên lính nè. Đông quá, trong đây mình thấy đông thiệt sự luôn á. Nếu mà có kỹ năng chiêu cuối á, chế độ quy diệt á thì mình còn tự tin, chứ mà hết chế độ quy diệt là mình hơi nhát một xíu nè. Mình bật chế độ quy diệt lên. Đó. Một mình ta chấp hết. Một mình ta chấp hết. Vô. Một mình ta chấp hết. Một mình ta chấp hết. Đấy. Láo nháo là cho ha. Tới công chuyện liền, ăn đấm liền. Bộ giáp này đánh nhau hơi bị đã luôn. Đánh thường cũng rất là tốt nè. 6 máu trên một cú đấm. Căng đét luôn. Sao yên tĩnh vậy, không có quái hả? Hả? Ui, có quái. Có quái. Mình phải đập. Lẹ đập. Mấy cái đồ lặt vặt. Nữa nè. Lao nháo à? Lao nháo nè. Đấy. Xong luôn, nghỉ mở rương luôn. Ôi, chẳng mở được ha. Hết hồn tới đâu nghỉ mở gương chứ. Sờ skeleton à. Sờ skeleton không lồ hả? Này thì skeleton không lồ. Đập hết. Ui, cái này không tiện lắm, mình nên đổi đi. Mình đổi sang cái bắn cái này đi. Thử. Đó, cái này trúng phát là nó bị dính cái tơ nhện liền ha. Nhưng mà nó cũng không mạnh lắm. Cái này thì nó có điện. Ok, chọn cái có điện đi. Tại đổi liên tục luôn á để tìm ra loại vũ khí mạnh ha, loại tơ mạnh ha. Bánh mì với mấy cái lạc vàng. Và hay một cái nữa là cái set đồ này nó có thể giúp mình kháng được mũi tên. Đó, nên mình không sợ những con xương cho lắm. Mấy cái con cận chiến thì mình sợ, chứ mấy con xương thì mình không sợ đâu. Giáp này có kháng lửa không? Hình như nó chỉ kháng lửa một xíu thôi à. Không có kháng lửa hoài được. Được á. Cũng không đánh giá cao cái khả năng kháng lửa rồi. Rồi, có thêm trái táo vàng này ăn luôn. Nè, láo nháo. Láo nháo hả? À, vậy là các ngươi chưa biết sức mạnh của ta rồi. Chế độ quý vị. Các người láo nháo, người đã chọc giận ta. Để ta bật chế độ này, các ngươi xác định. Mình không muốn bật rồi mà nó cứ chọc giận mình. Rồi, trong đây coi có rương không? Đây, có rương nè. Mình phải tìm cái chỗ trung tâm á, thì chỗ đó nó mới có nhiều đồ xịn cho mình được. Mấy chỗ này chưa có đồ xịn đâu. Ui, trời ơi, sao mình bị say sắm chóng mặt. Rồi. Ui no. Mình ghét nhất mấy cái con mà nó làm mình say sắm chóng mặt ấy. Cây dễ sợ luôn, không có thấy đường mà mà khám phá. Rồi, hình như cái bộ giáp này còn có thể chống được cả độc hay sao ấy. Mình thấy nãy giờ mình không có bị trúng độc từ bào phù thủy nè. Rất là tốt đó nha. Rồi lòng spawn đập luôn. Kế khu mỏ luôn á. Ui dồi. Công trình này khá nhờ. Cạnh khu mỏ bố hang luôn á chứ. Mình thử khám phá coi. Ồ. Có rương luôn. Kim cương. Ngon. Lụm liền cái gì chứ, kim cương là bỏ túi nhanh lắm. Cái đó là phải tranh thủ mới được. Rồi, để mình tìm cái chỗ trung tâm của mình cây là nãy giờ mình... Ui, nó nổ. Mẹ đất coi, mấy con này lao tét. Cho cái người chết hết. Để mình tìm chỗ trung tâm cái nha. Nãy giờ vẫn chưa tìm ra được chỗ trung tâm nữa. Chỗ đó thì sẽ có rất là nhiều đồ xịn á. Chứ mấy cái chỗ không phải trung tâm thì nó ít có đồ lắm. Qua đây. Ui, bên đây hết đường rồi. Bên đây là đường xuống luôn á chứ. Vậy là sai hướng rồi, phải tìm hướng khác. Bộ giáp này hình như còn cho mình tốc độ hay sao, mình đi mình cảm giác nhanh lắm. Nhanh hơn bình thường rất là nhiều luôn. Vàng nè. Thử đẻo qua bên đây coi, bên đây có vẻ nhiều rương hơn á. Đúng rồi, bên đây có vàng quá trời nè. Bên đây. Chưa phải là chỗ trung tâm rồi. Đập. Sách cấp độ 1 không à. Công trình to như vậy chẳng lẽ không có cái chỗ chứa đồ xịn ta, cái chỗ mà cất nhiều kim cương ấy. Mình nghĩ nó phải có chứ đúng không? Công trình này to đến như vậy cơ mà. Ui, nó kéo quân đoàn nhện vô rồi. Chế độ quý vị, kích hoạt. Phải dọn dẹp nhanh mới được. Ui, cuối cùng Reaper Enderman kìa. Nãy nó dịch chuyển mất tiêu rồi. Rồi, lượm thêm mấy cọng chỉ của những cái con nhện đột biến á.
Ủa gì, nhờ anh nhiễm phóng xạ chứ. Nhầm. Rồi, ui, đông vậy. Đớt, Ripper. Ui du, Ripper nổ rồi. Ê vậy, kim cương, ui, bắt đầu đồ nó VIP hơn rồi nè. Có lý đó. Tập hết. Trời ơi, quá trời lòng spawn luôn. Mà hơn là cái set đồ này nó chống được những con xương á, nên mình khá là an tâm trong việc mà tiết kiệm độ bền luôn. Tại vì những con xương nó sẽ không bắn trúng anh đâu. Đó, rất là đã ha. Khỏi sợ bị cà khẻ. Khỏi sợ bị cà khẻ luôn. Rồi, coi vòng vòng đây còn gì không. Có vẻ là mình không tìm ra được chỗ trung tâm rồi. Toàn tìm mấy chỗ đồ không xịn lắm rồi. Chỉ có vàng với một ít đồ lặt vặt không à. Tiếc thiệt. Thôi, chắc bây giờ thì mình sẽ thực hiện cái lời nói lúc hồi nãy ha. Là mình sẽ dẫn các bạn đi tới thế giới mà toàn là khủng long ấy. Để mình đi đào thêm một ít cái cục này cái nè. Cục cave painting nè. Sau khi mà mình đào được một ít cái cục cave painting này á, thì mình sẽ tiến hành xây nó lên ha. Xây thì cách xây nó giống như là xây một cái cánh cổng địa ngục vậy đó. Mình sẽ xây cạnh cổng địa ngục luôn đi. Làm hai cổng kế bên luôn, nhìn cho nó đẹp. Đó. Vô. Cao ngang nhau luôn nha. Cái này thì đặt ra nó sẽ ra một cái hình dạng ngẫu nhiên thôi, không có cố định á. Rồi. Xong phên. Và cuối cùng là mình sẽ chỉ cần kích hoạt cánh cổng này lên, đụng vô nó. Đấy, nó sẽ tạo ra mình cho mình một cái cánh cổng á, hoàn toàn mới luôn. Và chúng ta sẽ cùng nhau bước vào đó coi có thực sự là đây là thế giới toàn là khủng long hay không nha. Rồi, đi thế nào. Đó. Ủa sao đưa mình xuống dưới hàng vậy? Bo tồ, lùi lại trước cái đã. Ủa đây thế giới khủng long mà, đừng nói gì ghê vậy. Ủa thế giới khủng long sao cho tôi xuống hang vậy? Ui cụn nước chảy vào mặt nữa. Không được rồi, mình phải tìm đường đi lên thôi. Tìm đường đi lên lẹ. Đi lên. Hy vọng trên này là những em khủng long hiền lành thân thiện ha. Rồi, ui. Đây là khủng long bạo chúa. Oh no. Chạy. Ui. Cái em to đó là Tyrannosaurus Rex kìa. Người ta từng gọi là khủng long T-Rex ấy. Trời đất ơi, nhưng mà nhìn khá là hiền á. Không hiểu sao mình nhìn thấy nó cứ hiền kiểu gì á, không có nguy hiểm cho lắm. Chắc cũng không có ăn thịt mình đâu. Nhìn hiền lành vậy cơ mà. Đúng không? Ăn thịt là nãy mình lại gần ăn thịt mình rồi chứ đâu để mình chạy. Ê, hình như không hiền lắm đâu. Không hiền lắm đâu, mình thấy nó chạy lên mình kìa. Láo tét với người nhện hả? Không thể chấp nhận được sức mạnh của người nhện. Này thì T-Rex nè, cho ăn tơ nhện cho biết mùi nha. Lần tới gặp người nhện sắt lục núp là phải ha. Chạy liền không? Đừng để anh nóng là anh bật điều hòa đấy. Rồi để mình đi lạng vạng khúc này coi. Cái này là thế giới thời tiền sử ha. Kiểu như còn rất là nhiều loài khủng long luôn nè. Khủng long ba sừng hồi nãy mình gặp bên cái cánh rừng nè. T-Rex. Còn em khủng long nữa không ta? Có khủng long cổ dài không? Mình tìm coi có em khủng long cổ dài nào khúc này không? Hey, đu tao nhện. Ở đây có rất nhiều cây luôn. Tha hồ mà đu ha. Đu lên. Ui, bắn tên hình nhện thục à. Đấy. Đó, bắn phải tít trên đầu cây vậy đó. Thì mình đu mới xa được. Ui. Khủng long bay tấn công mình. Lao tuyệt. Bay lỡ đây. Ở đây. Đá vô mặt luôn nè. Chứ giỡn. Ê, mình biết kỹ năng. Kick black flip là giờ mình lộn nhào xong mình đá á. Hồi nãy mình mới đá cái em khủng long bay cái đó. Ghê thiệt. Nè lỡ nè, ngươi lỡ đây. Đó, lộn nhào xong đá. Rất là mạnh luôn. Được nha. Biết rồi. Rồi kỹ năng Y là gì ạ? Y là select appearance. Ủa sao mình ấn Y không được ta? Lạ thiệt á. Thôi kệ không sao đâu, không quan tâm đâu. Mình có được những kỹ năng kia là mình thấy cũng ok lắm mà. Bái lên. Ui mình đu tới nhện thục quá. Đu qua đây. Xong đu qua đây. Bí. Bắt đầu thành đạo hơn rồi đó.
người nhện là phải đu đu tôi nhện nó ghê như vậy. Ui đu hụt ơi đu hụt tùm tè le hụt me luôn. Rồi để bây giờ mình thử chiến đấu với một con khủng long T-Rex coi coi mình có quánh lại không nha. Mình nghĩ với sức mạnh hiện tại của mình thì chắc lại á. Vô bê cá sút vô mặt nè, sút vô mặt, đấm vô người nè, đấm vô người nè, bắn mang nhện nè, lại nè, lại có được không? Chế độ tứ thân. Ôi chết rồi. Ôi tính nhau mình cũng có thể chí được khủng long T-Rex á nha. Và khủng long T-Rex lại rơi ra thịt bò. Sao khủng long mà toàn rơi ra thịt bò vậy ta? Ui, từ đây mình phải đặt một cái thuyết âm mưu đó chính là bò tiến hóa từ khủng long. Nghe nó hơi phản khoa học nhưng mà mình thấy vậy mà nó mình quýnh con T-Rex nó rơi ra thịt bò nè. Mình có chứng cứ đàng hoàng mà. Không biết có đúng không ta? Thôi chắc mình sai đó, mình bốc phét đấy chứ đừng có tin mình nha. Rồi vào qua đây đừng lúc thì trời tối mất tiêu rồi. Thôi chắc mình quay lại cánh cổng thôi chứ mà thấy không ổn lắm. Tại vì mình còn cần phải về nhà nữa mà, bạn gái mình đang đợi mình ở nhà không được. Phải về thôi, bạn gái còn chờ cơm mình nữa. Anh về rồi đây. Rồi, nói tóm lại trong ngày hôm nay thì mình đã tiến hành chế tạo thành công một bộ giáp người nhện sắt cực kỳ mạnh ha. Và khả năng đu dây thì mình sẽ rèn luyện qua từng ngày để có thể thành thạo hơn. Tại vì đây là một kỹ năng rất là khó luôn. Đồng thời thì với bộ giáp này thì mình có chế độ tử thần cực kỳ mạnh nè. Những cái xúc tua sắt phía sau lưng mình sẽ có nhiệm vụ tấn công những kẻ địch xung quanh ha. Gây được rất là nhiều sát thương luôn á nha. Đánh giá của mình về bộ giáp này là khá là cao á. Mong rằng mình sẽ sớm có được nhiều cái vũ khí mạnh hơn để kết hợp với sức mạnh của bộ giáp này. À, và khám phá được nhiều cái vùng đất hơn á. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Ui ui cái gì? What? Cái gì? Ủa cái vụ gì á? Ui mình có thể biến thành người nhện phiên bản thường nè. What the hell? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.